Như bình thường á, anh sống chung gia đình vậy đó, thì anh có để quỹ đen riêng không? Bây giờ về là tiền hai người đó xài, anh đi làm anh là anh không có anh không có đưa hết tiền cho vợ. Cần cái gì bệnh đau thuốc men này kia đó, nếu mà vợ không có thì anh bỏ tiền để anh đưa, chứ anh không có trách nhiệm là phải hàng tháng phải đưa cho tôi bao nhiêu. Thì cơ bản từ đó em sống gia đình em ý chứ với ông xã em cũng vậy, em làm về mà lương về em cứ bỏ trong tủ, anh có thích gì anh lấy anh mua. Em cũng không có nhất thiết là phải kiểm soát tiền của chồng em hay là kiểm soát anh phải đưa cho tôi, không không bao giờ em hỏi đề cập tới tiền của chồng em. Là anh bị ly dị lần anh bị vợ kia của anh sợ hay gì? Đúng rồi. Rồi tự nhiên anh bị đạp vỗ dưa, bây giờ anh thấy vỗ dưa anh cũng sợ, vậy người tới sau người ta thiệt thòi. Đâu có gì đâu thiệt thòi. Rồi anh giữ tiền anh làm gì? Mua đất xây nhà. Rồi cái đất xây nhà đó mua cho ai? Vậy là anh định mai mốt anh ly dị nữa hay sao? Không. Ủa nếu mà anh không anh lấy vợ mà anh không tính ly dị nữa thì đâu có chia của nữa đâu mà anh sợ. Mà sao tại sao vợ không đưa tiền cho mình giữ? Mình phải đưa tiền cho vợ. Cái vấn đề ở đây là cái tiền bạc nó không quan trọng, mà đây vấn đề là về tư tưởng. Ví dụ như bạn đời của mình mà bỏ mà xài hoang phí tiền bạc quá thì hao hụt tài chính trong gia đình, thì đưa tiền cho cô đó giữ thì cô đó càng ngày càng hao hụt tài chính nhiều. Thì đúng. Đúng. Cho nên là không đưa để một để rồi một vậy sao điểm. Mà bây giờ mình chưa có biết là người ta có xài hao hụt hay không, mà trước tiên mình đã quất vô là tôi không đưa rồi. Từ từ sẽ sống một thời gian để tìm hiểu chứ. Nhưng mà nội đầu tiên vô anh đi cô gái mà anh vô anh nói vậy là gặp như tôi là tôi ve rồi. Gặp như tôi là tôi ve rồi. Tên là Hữu, năm nay 43 tuổi, đang sinh sống và làm việc tại quận 12. Dạ, anh Hữu đang làm công việc gì anh? Anh đang làm bên xuất nhập khẩu, mấy cái chứng từ giấy tờ mà nhập hải quan, nhập hàng hóa. Vậy là anh làm trong khâu văn phòng, hay là anh phải đi ra cảng? Cũng có, lâu lâu cũng có đi cảng nữa. Dạ, mình làm công việc này lâu chưa? Việc này 10 năm rồi. Wow, làm 10 năm, người cũng trung thành, trung thủy ha. Làm một công việc cũng 10 năm trời. Quê quán mình là ở đâu? Quê gốc là ở miền Trung, Quảng Nam. Sinh ở trong đây. Anh sinh ở trong này. Dạ. Vậy là bây giờ gia đình ở trong này hết, không còn ai ngoài quê anh hả? Do trong đây năm 1957. Dạ, vậy coi như là mình cũng là nguyên quán thôi ha. Nguyên quán thôi. Kia thôi. Còn bây giờ là mình là ở trong này hết trơn rồi. Rồi, em chào chị tên là gì? Dạ, em tên Phan Thị Hồng, năm nay 40 tuổi. 40 tuổi. 982. Dạ, chị là quê ở đâu? Ở quận 12 luôn. Ủa, sao giống nhau quá vậy? Dạ. Nghe quận 12 luôn. Ồ, tiện nha. Kế bên nhà, khoái cười. Vậy quê gốc mình là ở đâu chị? Ở quận 12 luôn. À, người mình ở thành phố luôn. Rồi, hiện tại mình đang ở với ai? Ở với con trai. Dạ, con trai mình bao nhiêu tuổi rồi? 17 tuổi, học lớp 12. Là giờ có hai mẹ con ở với nhau thôi. Dạ đúng rồi. Đó là nhà mình thuê hay nhà của mình luôn? Ba mẹ chị em cũng ở gần đó đó. À vậy hả, dạ. Ba mẹ là coi như ông bà ngoại đó phải không? Dạ. Ba mẹ mình ngoại cho. Vậy chị Hồng hiện tại đang làm công việc gì? Đang làm bên ngành may mặc, làm bên kỹ thuật may. Mà giờ mở ở nhà. Mở ở nhà may nhiều không? Mình là cái nguồn hàng mình là ở đâu? Nguồn hàng mình nhận hàng công ty, hàng xuất khẩu. Có ai phụ không? Có tuyển thợ nữa. Ồ vậy dạ. Hả? Mấy thợ? Mười mấy thợ. Mười mấy thợ luôn? Dạ. Trời ơi, vậy là làm lớn rồi. Mười mấy thợ là họ tới nhà mình họ ngồi làm luôn hay là họ nhà dạ, đem rồi. Về? Có bỏ đem về có. Rồi ở nhà là chính thợ. Chính thợ là ngay tại chỗ làm với mình dạ. luôn đó. Dạ. Ồ, vậy là cũng tiệm lớn rồi ha. Điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì nè? Em thì em thích tính tự lập từ nhỏ. Mạnh mẽ. Còn điểm yếu là ưa có chuyện buồn, ưa khóc một mình. Trời ơi, thương quá à. Khóc một mình khóc mà ha. Ở mình là bao lâu rồi? Năm ly hôn năm 2014. 2014 tới nay cũng 7 năm trời rồi ha. Gần sắp 8 năm tới nơi rồi. Một mình nên buồn tự khóc mình vậy đó. Hôm nay kiếm được tình yêu nữa là ngon. Còn anh sao nè, điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì? Điểm yếu của mình là hơi thiếu tự tin về bản thân đối với người khác giới. Tại sao mình thiếu tự tin, lý do gì mình không biết nữa, cái đó là lý do là bẩm sinh rồi. À. Không biết sao thiếu tự tin. Có nghĩa là thấy phụ nữ mà mình thích là mình run, hồi hộp. Đúng rồi, hồi hộp. Không dám thể hiện. Thôi mình cũng phải ráng khắc phục chứ. Tại vì thật sự bây giờ nam với nữ thì nam phải chủ động. Chứ nếu nam không chủ động thì làm sao tiến tới. Đúng rồi. Đúng không anh? Phải cố gắng nha. Vậy còn điểm mạnh? Điểm mạnh thì biết nấu ăn. Thích đọc sách, chung là cũng chịu cực chịu khổ, nhiệt tình trong công việc. Rồi, thì bây giờ qua cái tình trường xíu đi. Thì chuyện tình cảm anh sao rồi? Tình cảm thì khi mà kết hôn thì lúc đó... À là anh cũng có kết hôn một lần rồi. Đúng rồi. Mình chia tay bao lâu rồi? Chia tay năm 2018. Mình có cháu nào chưa anh? Có một đứa con gái 9 tuổi ở với mẹ nó. Vậy thì cái cuộc hôn nhân đó mình kéo dài được bao lâu? 8 năm. Nguyên nhân như thế nào mà chia tay vậy anh? Nói chung không có tình yêu cho nên là bị rạn nứt từ lúc mà lấy nhau về. Ủa sao không có tình yêu? Không có tình yêu sao lấy nhau? Không có tình yêu có nghĩa là
mình chưa có chọn đúng đối tượng cho nên mà gia đình nói cưới thì mình cưới thôi. À, coi như hồi xưa là gia đình mai mối đó hả, gia đình lựa đó hả? Thì mẹ đi gặp lần đầu tiên mẹ bỏ trầu cau luôn. Mẹ đi? Dạ. Rồi, còn mẹ không hỏi ý kiến gì luôn, mẹ đi mẹ thấy ưng cái là mẹ bỏ trầu cau luôn. Trầu cau luôn không rồi, mẹ không gọi điện về hỏi luôn, về hỏi ý kiến con như thế nào luôn, mẹ không. Trời ơi, gì ngộ vậy, thời này sao giống thời phong kiến vậy? Là mẹ lúc đó mẹ năm nay nhiêu tuổi? Mẹ năm nay 64 tuổi. Rồi là mẹ đi cái mẹ thấy cô đó rồi mẹ ưng hay là có quen biết hay là cũng có quen biết rồi, con có trên đây rồi xong rồi mẹ nói về quê chơi á. Ừ. Về quê thấy gia cảnh cô đó thấy tội nghiệp quá mẹ bỏ trầu cau luôn, mà trên đây không biết. Trời đất ơi. Bỏ trầu cau luôn. Rồi anh vậy anh cũng chịu luôn. Thì giờ lúc đó không lẽ mình cãi lời ba mẹ với hai nó thấy tôi cũng tội nghiệp. Có hoàn cảnh sao mà tội nghiệp? Có nghĩa là tội nghiệp mà cái mẹ bỏ trầu cau mình hỏi thì nó kỳ. À, à. Nhưng mà rồi sống với nhau cũng được 8 năm mà thì cũng phải có tình cảm mà từ từ hiểu yêu thương nhau rồi có con nữa. Nguyên nhân gì mà chia tay phải có cái lý do chứ. Cô đó tính gia trưởng lắm. Hả? Hả? Gì kỳ vậy, tôi nghe đàn ông gia trưởng chứ. Đi làm là từ sáng 6 giờ đi làm, chiều 6 giờ về mình ở nhà là cơm nước cho con, là lo cho con mà đút cho nó ăn này kia rồi đó. Chỉ về là đi ngủ xong rồi sáng mai đi làm tiếp. Ủa kỳ vậy? Sau đó một thời gian cái cô nói là con 6 tuổi là ly hôn. Hả? Cô đó quen một người nước ngoài. Xong rồi ông qua Việt Nam này, cô đó đón ổng ngủ qua đêm với ổng. À, vậy là anh không biết phải không? Không biết. Rồi sao lại sao anh biết được? Thì đi qua đêm một đêm, ở một đêm đó, xong rồi về cái đầu ly hôn. Nhưng mà trước đó là cổ có báo trước là ly hôn. Dạ. Con tới 6 tuổi là ly hôn. Đúng rồi. Mà cổ lúc đó là con mấy tuổi là cổ nói câu đó? Thì 4-5 tuổi gì đó. Con nói 6 tuổi là nó cứng là ly hôn. Nói vậy. À, có nghĩa là đã có cái ý ly hôn từ hồi mới rồi. Dạ. Rồi anh có hỏi lý do tại sao ly hôn không? Không có hỏi. Mà trong suốt mấy năm anh không hỏi lý do, không hỏi nguyên nhân gì hết. Không có vung đắp, không có níu kéo gì hết. Cái lúc mà nói con 4-5 tuổi thì nói ly hôn tưởng là nó chơi. Xong rồi cũng đi lên quận mua hai cái đơn về để thử quấy, có biết không á? Biết chưa luôn, đi ly hôn luôn. Trời, còn thử nữa. Vậy còn cái đoạn mà đi với cổ ngoại tình là đoạn nào, lúc đó là con mấy tuổi? Lúc đó con cũng gần cái sắp ly hôn rồi đó. À. Lúc đó gần sắp ly hôn rồi. À, còn liên lạc với cổ không? Thì cũng còn liên lạc qua con thôi à. Rồi anh có thăm con được bao lâu mới gặp con một lần? Có một tuần lễ gặp con một lần. Nói chung là giờ vậy thôi, chứ còn hai chồng là không có tương tác với nhau nữa. Không có tương tác với nhau. Trời ơi, cũng có câu chuyện buồn ha. Mà sao tôi lạ vậy? Rồi bữa nay đi tham gia chương trình rồi mẹ ở nhà có biết không? Mẹ ở nhà mẹ đang bị cách ly rồi cho nên không biết. Rồi thí dụ rồi bữa nay đi rồi mình chờ lấy vợ rồi mình có phải báo với mẹ không? Lấy vợ thì phải báo chứ. Nhưng mà rồi cô này mình tự chọn rồi rủi mẹ không vừa ý mẹ không chịu rồi sao? Đâu, bây giờ là khác rồi, suy nghĩ nó chín chắn hơn rồi, mình phải tự tin rồi. À. Chứ không giống như hồi xưa. Còn sai lầm lúc trước rồi bây giờ sai là... Sai lầm lúc trước quá nhiều rồi. Có cơ hội là chụp liền đúng không? Có cơ hội là chụp liền. Rồi, vậy còn cái chuyện hôn nhân của em là như thế nào nè? Dạ, em lập gia đình năm 2002. Ừ. Rồi 2004 mới sanh em bé. Rồi em ly hôn năm 2014 là hai người không có hợp. Ừ, có nghĩa là cũng mười mấy năm, 12 năm trời. Dạ. Rồi lý do sao ly hôn? Ảnh gia trưởng lắm, gia trưởng với lại khó tính nữa, không có cho giao thiệp bạn bè, với lại ghen bóng ghen gió vậy đó. Lúc trước là cũng làm công ty rồi ở nhà, sau này em mở tiệm ở nhà cho ổng rửa xe đó. Ừ. Rồi ở nhà ổng gò bó sao em không biết nữa, ổng đổi tính. Em là quản lý công ty may, mà ra đường ví dụ mình chỉ cần công nhân mình là nam á, mà gật đầu chào mình gật đầu lại là về khó chịu. Cứ lộn. Có là hạ cẳng chân, hạ cẳng tay đồ gì không? À, lúc trước thì cũng có muốn đánh em nói là đừng có đánh. Em nói là từ nhỏ lớn giờ ba mẹ không có đánh, đừng có đánh em. Em không chịu đau được. Thì ông không đánh được thì quay qua ông đánh con. Đánh mà ở sớm người ta sợ luôn á. Có em ở nhà thì ông nhéo. Ông nhéo con không cho em biết. Mà nhéo nhỏ nhỏ khóc quá thì... Trời đất ơi, con ruột ông chứ bộ con ghẻ ông sao mà... Ông nóng tính lắm, tính khó lắm. Quýnh con bằng cây hả? Có em ở nhà thì nhéo, mà không có em ở nhà thì đánh bằng cây. Mà thường đánh con là tội gì? Giận em khó chịu trong người thôi là bắt đầu là kiếm cớ đánh. Trời ơi kỳ vậy, mắc cười quá vậy. Hay là có khi nào ông nghi ngờ không phải con ổng không? Chồng ổng y chang luôn. Đó là em nghĩ, nhưng mà chồng em á có nghĩ vậy không mới là quan trọng. Không nghĩ là... Nghĩ là con ổng. Con ổng. Thương lắm nhưng mà khi giận lên là giận lên đánh, mà ai càng can thì càng đánh. Trời đất ơi, mà ổng có nhậu nhạt rượu bia gì không? Nhậu ít lắm. Là cái lúc đánh con đó là tâm lý bình thường, bình không phải say xỉn gì hết. Dạ, bình thường. Rồi em có góp ý không? Không có níu kéo, không có xây dựng hả? Ý rất là nhiều, gia đình hai bên cũng góp ý. Thì ông hứa ông thay đổi. Sau này kéo dài, càng ngày em cũng nhịn. Em nhịn để mà cho gia đình im ấm. Nhịn riết rồi ông quá trời, ông đánh con nhiều lắm. Rồi em chịu không nổi, em mới ly hôn.
Lúc ly hôn là có phân xử hòa giải gì không hay là ra là ly hôn luôn? Có ly hôn, ông có về ông năn nỉ. Có về năn nỉ em, mà em tính em đã nói rồi, cho cơ hội rồi. Mà trong thời gian 2009 đến 2014 em cũng đã khuyên rồi. Em cũng nói rồi, nếu mà anh còn tiếp tục là tôi đưa đơn dứt khoát luôn. Tại tính em không biết, em là 1122. Khi mà em đã tha thứ rồi, mà còn tiếp tục nữa là em cắt đứt luôn. Bây giờ hai cha con có hay còn liên lạc với nhau không? Lúc trước thì cũng con em thích về thì em đón xe cho về. Mà giờ chồng em có vợ rồi. À bây giờ thì, chồng con cái em là... cũng thích về lắm à. Rồi sao 7 năm nay không có mối tình nào mới? Có, lúc 2018 cũng có quen một người. Quen một người nhưng mà mới đầu quen thì thấy tính cũng được. Sau này đề cập tới tiền bạc nhiều quá, rồi em thấy không được, em mới giãn đi. Tại người ta cũng hiểu. Vậy đó rồi đến ngày hôm nay luôn. Thế bây giờ em muốn tìm một người bạn trai, cái người chồng tương lai của mình là người như thế nào? Em muốn tìm một người bạn để mà bầu bạn sau này, là biết quan tâm mình, đừng có gia trưởng. Đừng gia trưởng, với lại khi mà sau này mà lập gia đình rồi á, về là sẽ có con riêng của mình. Thì con mình cũng như là con anh cũng như là con em. Mình phải thương. Nói chung là cái cảnh mà đánh con em rất là sợ. Chẳng hạn con của ảnh hoặc con của em thì mình thương con ảnh như con mình. Rồi con của em thì ảnh thương như con mình. Vậy là mình sẽ hòa hợp. Đúng thì rồi. Với lại thì về, ví dụ về công việc về mình chia sẻ công việc gia đình tí xíu. Vậy đó. Rồi. Không, chị nghĩ thì thật ra quan trọng là hai người hợp cái tính ý với nhau á. Ở cái tuổi mình mới là quan trọng. Mà chia sẻ được cái trong cái công việc đó mới là cái quan trọng nha. Rồi anh thì sao? Mình muốn tìm một người phụ nữ như thế nào? Thì đã trải qua cuộc hôn nhân rồi thì cũng mình có rút ra được những bài học, cái nào nên và cái nào không nên làm. Rồi sống trong gia đình thì hết tình còn nghĩa, nghĩa vợ chồng sau này quan trọng. Người phụ nữ của gia đình biết lo lắng, có sự quan tâm đến người chồng, và người chồng cũng có sự quan tâm đến người vợ. Không có nên quan tâm đến con nhiều quá. Con thì sau này có trẻ nó lo. Có dâu nó lo. Dâu nó lo. Mình cũng không nên quan tâm đến con nhiều quá. Mình quan tâm đến cuộc sống riêng của mình. Được ngày nào hay ngày đó. Rồi. Đó là cái ý anh muốn vậy đó, phải không? Con anh cũng con trai luôn hả? Con gái. À, con gái. Gái. Con gái là ai lo? Trẻ nó lo. Trời ơi, suy nghĩ cũng thoáng chứ bộ. Không, cái này cũng là một cái suy nghĩ rất là hiện đại. Con nó lớn rồi nó tự lo phải không? Con lớn rồi thì có trẻ nó lo cho con nó. Mình thì lo, mình lo, mình có lo phần nào thôi. Rồi thí dụ giờ anh mà kết hôn nữa thì anh có muốn sinh con thêm không? Tùy vào hoàn cảnh, chỉ có con hai người phải thỏa thuận với nhau. Phải tìm hiểu nó có hợp trả với sinh con được. Khởi đầu thì nó chưa có thể nói gì nói trước. Phải hợp tính, hợp nết, rồi sau này coi sinh ra thì mới hợp được. Chứ còn chưa có hợp nhau mà sinh con ra thì ly hôn nữa cũng là một vấn đề lớn. Nhưng mà nãy giờ anh có tưởng tượng ra nó được cái người ngồi bên cửa trái tim này nó như thế nào, anh tưởng tượng ra tôi nghe thử rồi. Thì nãy giờ cũng nghe người bạn kia tâm sự á, thì cũng có nhận xét đánh giá được là người bạn đó biết lo lắng cho gia đình, mà hiền hậu, sống với chuẩn mực của đạo đức. Đúng rồi. Sống chuẩn mực chứ không phải sống như ăn chơi đua đòi. Thì ngoại hình có hình dung ra cổ như thế nào không? Ngoại hình thì thấy sơ sơ rồi. Thấy ở đâu mà thấy sơ sơ? Hồi lại hí lên rồi. Ổng ăn vàng hết sức, tôi nói ổng nôn, ổng ngồi, ổng say, ổng dòm, ổng ngó, ổng hí. Thấy sơ sơ rồi hả? Thế là hợp gu không? Cũng được 6-7 điểm. Trời, được 6-7 điểm mà hí mà thấy 6-7 điểm luôn. Rồi, thế thì bây giờ là Tường sẽ mở cửa trái tim nha, cho hai bạn gặp nhau nha. Rồi, mở cửa trái tim. Tàng tàng. Ông hí rồi ha. Ông ăn vàng nha. Em chào rồi. Anh không có gì tặng em bó hoa này làm kỷ niệm. Mong em xinh đẹp như bó hoa này. Dạ, cảm ơn anh. Em cũng có quà tặng. Rồi, cảm ơn em. Dạ. Rồi. À, ngồi xuống là tâm sự nha. Tao khui quà thử coi quà gì cho chị Tường coi với. Wow. Một chiếc đố anh biết cái cọng như địch đó ý nghĩa gì? Ý nghĩa là địch cho bình chặt, chỉ có mình cô đó cởi ra được thôi, không có cô nào khác. Hay. Trời ơi hay quá. Chị Tường sẽ mời hai bạn thưởng thức một buổi ăn của chương trình và mình sẽ trò chuyện với nhau được để hiểu nhau được nhiều hơn nha. Các Tường xin mời hai bạn nha. Mình sẽ thưởng thức một món ăn đến từ Tasty Kitchen. Đây là salad tôm kiểu địa Trung Hải, là sự kết hợp của nhiều loại rau củ tươi xanh và hương vị của hạt bí rang, bí đỏ và vị ngọt
tự nhiên từ tôm sú. Món thứ hai đây là món mì soba sốt cam cay, được làm từ sợi mì soba xuất xứ của Nhật Bản, hòa quyện cùng với nước sốt cam cay và tôm sú tươi tẩm ướp cùng các gia vị. Và dùng món này chúng ta sẽ dùng chung với nước uống, đó là trà sữa Tasty và trà hibiscus táo dứa. Rồi, xin mời hai bạn vừa ăn vừa trò chuyện với nhau. Ở trên bàn Tường đặt sẵn hai cái tấm lá bài, đây là hai cái nội dung chúng ta sẽ lật lên rồi chúng ta trò chuyện theo cái nội dung. Trừ trường hợp có nhiều người gặp phụ nữ rung quá bí không biết nói cái gì này, bùa nha. Rồi lật ra trò chuyện vui vẻ, mời cổ ăn nha. Chút xíu nữa thì Tường quay lại ăn hết đi nha, chứ ăn mà bỏ phớ là không được đâu nha. Trong tình yêu thì em mong muốn như thế nào? Em thì em sợ gia trưởng nhiều nhất. Anh này không gia trưởng. Dạ. Anh biết chia sẻ công việc nhà cho phụ nữ. Dạ. Em anh thích là nấu ăn ở nhà hơn đi ra ngoài ăn. Dạ đúng rồi. Nhưng mà cuối tuần lâu lâu thì mình phải ra ngoài ăn một lần hai lần. Dạ. Thôi chứ không phải ăn thường xuyên. Công việc của anh là đi ra ngoài nhiều lắm, cho nên là bữa tối về phải mình muốn có một người nào đó nấu ăn, hoặc là mình vào bếp nấu ăn luôn. Nhìn chung với nhau thì nó hay hơn. Cái này nói là trong một mối quan hệ có nên tin tưởng nhau trong mọi tình huống không? Chắc chắn là không rồi. Cái quan hệ đó nhiều ý nghĩa lắm. Ờ. Cái quan hệ ngoài xã hội hay là quan hệ gia đình? Quan hệ gia đình em với anh, ví dụ sau này về chung một nhà đó chắc chắn là không rồi. Có cái tin tưởng có cái không chứ đâu phải cái nào tin tưởng hết. Nếu mà mình sống thì mình sống nhau với nhau thì có nhiều thứ mình phải tin tưởng. Rồi, tin tưởng thì nó đâm ra nó không ra mâu thuẫn. Đúng rồi. Yeah. Nhưng mà mình có những cái nó mình phải trong lòng á, mình phải nói ra liền cho người bạn của mình biết để mà khắc phục những cái điểm đó. Ví dụ như không thích rượu chè bà bạc thuốc lá gì đó thì có thể nói ra hạn chế lại. Anh thì không hút thuốc, nhậu thì có đám tiệc thì nhậu thôi chứ không phải nhậu thường xuyên. Mỗi người cũng có một công việc riêng, công việc khác nhau, chẳng hạn như vấn đề mà điện thoại không được kiểm soát. Em thì mình sống mình phải tin tưởng chứ không được mà về phải kiểm soát hay là gì. Bình thường nếu mà mình tin tưởng nhau, điện thoại không cần mật khẩu, em cũng không về đụng tới. Khi mà ai điện tới hoặc là anh bận cái gì em sẽ cầm tới đưa anh. Tính em là nhưng vậy. Mà anh cũng không có lăng nhăng bậy bạ đâu. Cái người nằm kế bên mình á, mình không yêu thương chứ người ta không hết sao mình lăng nhăng ở ngoài mai mốt. Không, ý em nói là mình đừng có kiểm soát điện thoại. Không còn cái sự tôn trọng nhau nữa. Đúng rồi, mình phải tin tưởng nhau. Như bình thường á, anh sống chung gia đình vậy đó thì anh có để quỹ đen riêng không? Bây giờ về là tiền ai người đó xài. Anh đi làm anh là anh không có đưa hết tiền cho vợ. Thì ví dụ như trong nhà mà cái gì như cái gì mà lớn này kia đó thì anh sẽ bỏ tiền ra anh mua. Cần cái gì bệnh đau thuốc men này kia đó, nếu mà vợ không có thì anh bỏ tiền ra anh đưa. Chứ anh không có trách nhiệm là phải hàng tháng phải đưa cho tôi bao nhiêu thì ông phải làm đưa cho tôi bao nhiêu tiền, là anh không có cái chuyện đó. Em thì em không quan trọng đó đâu. Em thì đối riêng em á thì em đi làm về thì cơ bản từ đó em sống gia đình em ý chí với ông xã em cũng vậy. Em làm về mà lương về em cứ bỏ trong tủ á, anh có thích gì anh lấy anh mua. Em cũng không có nhất thiết là phải kiểm soát tiền của chồng em hay là kiểm soát anh phải đưa cho tôi. Không bao giờ em hỏi đề cập tới tiền của chồng em. Chứ không phải như đợt trước là anh đưa rồi xây nhà xây cửa bán ra cũng chia ly dị cũng chia đôi ra. Nên anh gặp em anh thấy em sao? Em xinh gái đẹp mà những người cũng có trong cái go của anh. Khi gặp nhau phút đầu từ ánh mắt anh đã trao nụ cười. Khi ngại ngùng anh nói mình cầm tay nhé, đưa em qua những con đường tình yêu. Thấy được. Trời, cặp này nói chuyện rôm rã dễ sợ. Tôi ngồi tôi nghe thì thấy đúng là những người từng trải ha. Cái gì vô thẳng vấn đề, vô sâu sát vấn đề luôn. Thà vậy mít lòng trước đặng lòng sau ha. Có sao nó rõ hết ngay từ đầu ha. Bây giờ thì Tường thấy ở ngoài là người đang ngồi là không biết là bên gia đình của bên em hay là của bên anh? Bên em. Bên em hả? Dạ. Rồi, là bạn em hả? Bạn thân chơi hai mấy năm bạn thân. À rồi, vậy Tường mời chị vào trong này Tường hỏi thăm vài câu nha. Dạ, mời mình vào trong này đi ạ. Hello. Rồi, chào chị. Em. Em tên gì? Dạ, em tên Nguyên chị. Tên Nguyên. Dạ. Rồi, hai bạn chơi với nhau được bao lâu rồi? Dạ, hai đứa em chơi với nhau được 21 năm rồi. Cái gì? Chơi nhau 21 năm, chà bạn thân từ hồi nối khố luôn ha. Vậy là hiểu bạn mình lắm phải không? Dạ. Hôm nay mình đến, nãy giờ mình có nghe hết những câu chuyện của hai anh chị chia sẻ với nhau không? Dạ em nghe. Rồi, thế bây giờ cái suy nghĩ cá nhân của mình là cái ý kiến mình ngày hôm nay như thế nào? Nãy giờ nghe hai bạn, em nói hai bạn nha anh nha. Rồi nói chung là nghe anh chia sẻ thì anh cũng có
những cái đồng quan điểm với bạn em, cũng có những cái mà không có chưa giống bạn em. Dạ. Dạ. Rồi cái chuyện mà quyền quyết định hay không là do bạn thôi. Còn mình theo như mình thấy là anh đó, cái thứ nhất đó là ở quận 12 cùng chắc cũng gần nhà bạn ấy, cũng tiện lợi để qua lại đó. Rồi cái ý của mình cũng muốn bạn là bước thêm bước nữa để như là tuổi mình cũng gần xế chiều rồi, cho nên là cũng muốn bạn lấy chồng á, cho nên là cái gì bạn cũng tìm hiểu cho kỹ rồi mới quyết định. Cảm ơn bạn. Có muốn hỏi gì ảnh không? Dạ anh nghe nói hết rồi, cho nên nghe nói hết rồi hả, cho nên là cũng hiểu chút chút rồi. Rồi thôi cảm ơn em, để chị Tường hỏi cho. Dạ. Cặp này thẳng lắm, để tôi thẳng cho coi. Rồi, cảm ơn. Chứ nãy giờ tôi ngồi ngoài tôi cũng ứa gan lắm. Bây giờ tôi hỏi nè, lý do tại sao mà không đưa tiền đi làm mà không đưa tiền cho vợ? Là anh bị ly dị lần, anh bị vợ kia của anh sợ hay gì? Đúng rồi. Đúng rồi. Rồi tự nhiên anh bị đạp vỏ dừa, bây giờ anh thấy vỏ dừa anh cũng sợ. Vậy người tới sau người ta thiệt thòi. Đâu có gì đâu thiệt thòi. Ví dụ mình lo cơm nước này kia rồi trong gia đình đầy đủ thôi, chứ còn cái tiền... Rồi anh giữ tiền anh làm gì? Mua đất xây nhà. Rồi cái đất xây nhà đó mua cho ai? Vậy là anh định mai mốt anh ly dị nữa hay sao? Không. Ủa nếu mà anh không, anh lấy vợ mà anh không tính ly dị nữa thì đâu có chia của nữa đâu mà anh sợ. Mà sao, tại sao vợ không để tiền cho mình giữ? Tại sao vợ không để tiền cho mình giữ? Mày mình phải đưa tiền cho vợ giữ. Tại vì từ ông cha mình từ xưa đến không giờ có, đàn ông bây giờ là khác mạnh. Rồi, bây giờ khác rồi, bây giờ đừng, đừng. Nãy em nói đó, em bỏ trong tủ. Anh thích gì anh lấy anh mua. Thì đó hai người bỏ đó. Chung. Hai người góp chung. Cái vấn đề đây là cái tiền bạc nó không quan trọng. Mà đây vấn đề là về tư tưởng. Nếu mình đã không lấy thì thôi, mình đã quyết chí lấy là phải sống với nhau ăn đời ở kiếp. Đúng không? Mà khi đã quyết định sống với nhau ăn đời ở kiếp mà mình còn tính toán nhiều như vậy, có nghĩa là mình chưa có sẵn sàng. Mình đang còn thủ. Nhưng mà chưa có hiểu được cái ý của bạn đời của mình là có xài hoang phí hay không. Thì mình chưa tìm, mình chưa biết thì bây giờ mình mới yêu nhau. Đâu phải là hôm nay là mình gặp nhau mình lấy nhau liền đâu. Đó, ví dụ như bạn đời của mình mà bỏ mà xài hoang phí tiền bạc quá thì hao hụt tài chính trong gia đình, thì đưa tiền cho cô đó giữ thì cô đó càng ngày càng hao hụt tài chính nhiều. Thì đúng. Đúng. Cho nên là không đưa để một để rồi một sao điểm. Mà bây giờ mình chưa có biết là người ta có xài hao hụt hay không, mà trước tiên mình đã quất vô là tôi không đưa rồi. Từ từ sẽ sống một thời gian để tìm hiểu chứ. Nhưng mà nội đầu tiên vô anh đi cô gái mà anh vô anh nói vậy là gặp như tôi là tôi ve rồi. Gặp như tôi là tôi ve rồi. Sao ve được? Từ từ. Chắc chắn luôn là tôi ve. Thì tại sao vợ không đưa cho mình mà mình phải đưa cho vợ? Thì câu này sẽ có nhiều người trả lời cho anh là tại sao mình phải đưa tiền cho vợ, vợ không đưa tiền cho mình. Tại vì thật ra từ xưa giờ vậy ở nhà anh ba với mẹ anh là ai giữ tiền? Mẹ giữ tiền. Tại sao không về hỏi ba anh coi tại sao mẹ không đưa tiền cho ba giữ mà tiền mẹ giữ? Bây giờ đó không lẽ đổi vợ cái nữa, cái chia tài sản nữa lần nữa. Vậy là anh muốn đổi vợ nữa thì đó có, đây đang chưa, nói cái vấn đề là chưa, anh chưa cái đó là tương lai thôi. Tương lai mà anh nói trước vậy nó xui anh ơi. Anh hôm nay mới đi lấy vợ mà anh tính tới chuyện như vậy rồi. Trước, không có nói trước gì, cái đó là sẽ có xảy ra nhưng mà phần trăm ít hay nhiều hay không thôi. Nhưng mà bây giờ em nói anh nghe, ở cái tuổi này rồi mà mình còn thủ kiểu đó mình không bao giờ lấy được vợ. Tại sao cái nó không bao giờ lấy được vợ là thì tại không, sao anh không tin tôi thôi, anh không tin tôi thôi. Đó là cái quan điểm của tôi, tại sao mình không lấy chồng, tại sao hôm nay chưa lấy được chồng. Là tại vì người ta bấn tuổi này ai cũng khó tính hết trơn á. Chứ có đâu bây giờ vô chưa biết trơn, chưa có hợp, mới có tìm hiểu à. Chứ phải là đặt lên tài chính là hàng đầu. Đúng. Người ta đâu đặt lên tài chính hàng đầu. Không ai đặt tài chính hàng đầu, nhưng mà cũng không ai mới vô mà nên nói cái chuyện là tài chính lên hàng đầu. Đúng rồi, có gì nói thẳng luôn. Chứ sau này về sẽ có những đó xảy ra. Sẽ có tài chính với nuôi sống người được chứ. Đúng rồi, nhưng mà nếu mình đã quyết định mình sống với người này cả đời rồi thì tiền... Chưa quyết định được mà, chưa, hiện tại là chưa, mới chớm thôi. Chớm rồi đâu cần thiết nói mấy chuyện nó gan chi. Đâu phải nói thẳng luôn chứ. Rồi giờ ví dụ mai mốt bây giờ anh lấy vợ xong rồi, bây giờ thấy ổn rồi, yêu thương vợ rồi, sinh con đẻ cái rồi, có giao tiền cho vợ giữ không? Hay là vẫn phát tiền là mỗi tùy, tháng tùy, hay là tùy, nếu mà vợ thấy vẫn vợ, là tùy. Thấy vợ chi tiêu cái gì nó hợp lý thì đưa, còn mà thấy vợ mà những cái gì đó mua số tiền lớn quá nó không hợp lý mà cứ ăn mua là không được. Thôi tôi nghĩ vậy nè, anh cứ nên là tiền ai nấy xài đi. Tiền ai nấy xài đúng rồi. Tiền ai nấy xài, nhà ai nấy ở đi cho nó khỏe cho rồi. Đừng có nhà ai nấy ở. Thì đúng rồi. Tiền ai nấy xài thì nhà ai nấy ở chứ sao trời. Trời sao có được, sao chuyện đó. Sẽ có chuyện đó. Không. Rồi. Bây giờ. Rồi chúc anh may mắn. Dạ. Câu chuyện của anh chị nãy giờ thì mình nghe, mình cũng đã chia sẻ với nhau rất là nhiều, cũng hiểu được nhau rất là nhiều, nhưng thực ra cũng chỉ mới là cái sơ sơ lịch sự nhau thôi. Còn mà muốn yêu thương nhau á, còn có một cái quá trình nữa. Mình sống với cái người cũ đây 8 năm, 10 năm, 12 năm vẫn ly dị như thường. Chứ đừng có nói có nhiều người sống tới nhau tới già luôn 50-60 tuổi vẫn đưa nhau ra tòa ly dị như thường. Để hiểu được nhau rất là khó.
Mà khi đã tìm được cái người đúng đối tượng, yêu thương nhau được rồi, mà làm sao để gìn giữ cái tình yêu đó nó dài được? Tình yêu phải mỗi ngày mình phải vun đắp với nhau. Đúng rồi, nó là cả một cái quá trình, chứ không phải là chứ hôm. Tình yêu nó dễ vỡ lắm, chỉ một cái câu hai câu là vỡ liền à. Một câu nói hay vỡ, hay là một sự im lặng là tan biến à. Sự im lặng đáng sợ. Rồi, bây giờ sẽ đến phần thử thách bạn nam. Bạn nam nói chuyện hay quá, nhưng mà mình phải coi bạn khỏe không, có lấy vợ được không, có sinh con được nữa không. Đó, bây giờ anh vừa hít đất vừa hát. Vừa hít đất vừa hát à? Dạ. Ok. Yeah. Ở nơi ấy tôi wow. đã thấy trên ngọn núi cao có hai người, chỉ có hai người yêu nhau. Cùng nhau. Ở nơi ấy họ đã sống cuộc sống riêng mình. Ai nghèo cũng có cái đàn trà bi. Khi rung lên sợi dây đàn trong đầy. Nhiệt tình. Ghi điểm. Ghi tên khỏe. Ôi ra gờ lây, đến cây ngọn núi mang tiếng đàn cha bi. Tôi yêu cha bi không còn cô đơn, không buồn, không vui. Tôi nghe cha bi trở thấy nao lòng vì một giấc mơ. Ôi cha bi. Rồi, ủa bình thường có thể thao gì không anh? Ở nhà hết đất rồi. Hết đất hả? Hết đất đi bộ. À, vậy là bữa nay tôi thử sức vậy là đúng chuyên môn luôn hả? Hay ha. Bây giờ thì mời hai bạn nhìn nhau nhé. Chúng ta sẽ nói mỗi người một câu nữa thôi, dành cho đối phương để chúng ta kết thúc cái buổi nói chuyện ngày hôm nay. Hay là cảm xúc, cái suy nghĩ hiện tại của em bây giờ là như thế nào? Rồi, dạ. Xin mời em. Thì em thấy tính ảnh cũng được. Với lại cũng ở cùng quận, cũng tiện. Với lại thì như chị thường nói thì để ra ngoài mình tìm hiểu. Nhưng mà bây giờ mới tiếp xúc thì em thấy cũng tính ảnh cũng được. Ừ. Dạ. Mọi thứ đều phải có thời gian để dạ. mình tìm hiểu thêm ha. Thế còn anh thì sao? Trước tiên là cảm ơn bà mối Cát Tường, bác Tây. Mát lắm. Đã mang một cô gái xinh đẹp tới. Ok. Hồi nãy nói mấy điểm? 6-7 điểm, giờ 8 điểm. Đúng rồi, 6-7 điểm sao được? 8 điểm, đồng ý. Cho nên là mong hai chúng ta bước đi đường dài. Những cái gì khó khăn quá thì cùng nắm tay nhau mà vượt qua những cái lỗ gà, lỗ voi. Thì sống trong cuộc sống gia đình thì hết tình còn nghĩa. Nghĩa vợ chồng là quan trọng. Chứ tình yêu thì nó sẽ qua. Tình yêu rồi nó sẽ qua. Còn cái nghĩa ở lại nó sau lưng với tình. Thì em mong anh với em cùng nắm tay nhau vượt qua những cái chướng ngại vật đó. Hay, nói hay quá ha. Rồi, mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Nhắm mắt lại nhé, sau 3 tiếng đếm của chị Tường. Nếu đồng ý hẹn hò bấm mạnh, không đồng ý có quyền lấy tay ra. Quyền quyết định là của các bạn. Chương trình chỉ cho mình một cái cơ hội thôi để gặp gỡ, còn có nắm bắt hay không là do mình. 1. Hai. Anh có để quỹ đen riêng không? Bây giờ về là tiền hai người đó xài. Anh đi làm là anh không có đưa hết tiền cho vợ. Chứ anh không có trách nhiệm là phải hàng tháng phải đưa cho tôi bao nhiêu, thì ông phải làm đưa cho tôi bao nhiêu tiền, là anh không có cái chuyện đó. Em thì em không quan trọng đó đâu. Em làm về mà lương về em cứ bỏ trong tủ á, anh có thích gì anh lấy anh mua. Em cũng không có nhất thiết là phải kiểm soát tiền của chồng em, hay là kiểm soát anh phải đưa cho tôi. Không, không bao giờ em hỏi đề cập tới tiền của chồng em. 3. Hết thời gian. Sao em không bấm? Tại em thấy có nhiều điểm mình chưa có hợp mấy. Không, đó là quyền quyết định của người chơi thôi. Bà Mai là chỉ nói hết sức, gợi hết sức cho mọi người chia sẻ với nhau. Còn cái chuyện quyền quyết định của mỗi người là quyền mỗi người. Tại vì cái chuyện mà chọn được mỗi người sống với nhau là một cái chuyện cực kỳ quan trọng. Rồi, cảm ơn hai người nha. Mời hai người đứng ở hai bên ạ. Rất là tiếc, bởi vì ngày hôm nay thì một thường thường hay chia sẻ với quý vị khi mà làm mai mối cho những cặp đôi mà gãy đổ, họ đã từng có những cái trải nghiệm trong tình trường rồi á, thì Tường lúc nào cũng rất là cân nhắc và Tường cũng cố gắng khai thác thật là nhiều để cho họ hiểu được nhau. Bởi vì thường thường cái tâm lý mà khó lắm, mình đã cái gì nó một lần không được rồi đó, mình rất là khó. Nên Tường cũng đã có dành nhiều thời gian cho họ rồi, nhưng mà cuối cùng thì hôm nay là chưa mát tay. Ảnh nói tôi mát tay, hôm nay tôi chưa có mát. Thì thôi, thì thay mặt cho chương trình xin chúc cho cả anh và chị sẽ luôn được nhiều sức khỏe, thành công trong cái công việc của mình.